Không biết hồi đó em gặp anh rồi như bị một lực hút nào vô hình mà cực kỳ lớn vậy, đến nỗi làm em say đắm, rồi lúc nào cũng nghĩ, cũng nhớ về anh. Đến cả năm sau anh mới ngỏ lời, làm em vô cùng hạnh phúc. Rồi từ lúc làm vợ anh là gần như anh đi xa suốt ngày, công việc cứ cuốn anh đi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mỗi lần anh về là vợ chồng mình lại sum họp quấn quýt bên nhau. Anh luôn dành cho em những yêu thương trìu mến nhiều nhất, như để bù lại những lúc anh vắng nhà. Mọi người nói, ai biểu em quá yêu anh nên phải chấp nhận một ông chồng suốt ngày vắng nhà như vậy. Còn em chỉ cười, và anh cũng vậy. Anh cũng cười mỗi khi nghe người ta nói. Anh nói, miễn hai đứa luôn nghĩ đến nhau và thương nhau là được. Còn anh chấp nhận lấy em, một phụ nữ không được học hành đến nơi đến chốn, và cũng không có công ăn việc làm ổn định, không đi làm công sở này kia như nhiều người. Anh biết rõ, bao lâu nay em sống bằng công việc đó, là đi nấu cưới, nấu dỗ, nấu tiệc cho mọi người ở khắp nơi, ai gọi là em đến. Cũng may em được trời cho khiếu nấu ăn rất khéo và rất ngon, nên tiếng lành đồn xa, người ta cũng hay gọi em những lúc có nhu cầu. Nhất là những ngày lễ, những dịp cuối năm, các công ty trường học, rồi cả nhà riêng nữa, người ta hay tổ chức liên hoan. Có lúc em chạy sổ mệt nhừ luôn, nhưng cũng có lúc chẳng có ai gọi, là những mùa vắng khách, nên em cứ thấy bị trống thời gian và rất buồn. Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ ngợi, em cứ khao khát được đi làm như mọi người. Em cũng cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh. Anh là người luôn thấu hiểu và yêu thương em hết lòng. Sáng nay đi công việc, em gặp một người thoáng nhìn có vẻ giống anh. Vì anh ta mặc cái áo và dáng dấp cao to giống anh vậy đó, nên càng làm em nghĩ em nhớ đến anh nữa. Mà giờ này anh đang tập trung, đang bận rộn với công việc. Anh ơi, trong hai đứa mình phải có một đứa có công việc và thu nhập ổn định là anh. Còn em làm công việc tự do bên ngoài, nên em luôn dành dụm hết sức có thể để còn lo cho con và hai đứa mình sau này lớn tuổi. Lần trước anh về, em thấy anh ít vui hơn những lần khác, nhưng em không hỏi. Chắc anh mệt hay công việc nhiều quá hả anh? Em chỉ biết chăm sóc anh như em vẫn từng. Em thương anh luôn bươn trải nơi xa, một thời gian chỗ này rồi một thời gian chỗ khác, giống như bóng anh in hẳn lên mọi nẻo đường đất nước. Mình là vợ chồng cũng được hơn 10 năm rồi, còn mình cũng đã lớn, còn ngoan và học tốt, nên cả anh và em đều rất vui và yên tâm. Mà trước khi anh đi, anh cũng nhìn ngắm nhà cửa, rồi lo sửa cái này, lo chỉnh lại cái kia. Anh còn dặn em, ở nhà có chuyện gì là phải gọi anh ngay, để anh còn biết mà lo. Em cũng đã dần quen với chuyện anh hay đi làm xa nhà. Rồi đến một ngày em chợt nhận ra, chính điều đó càng làm hai đứa hạnh phúc hơn. Mỗi lần mình nhắn tin hay gọi cho nhau là em thấy điều này rất thật. Là tuy mình cách xa nhau, nhưng những suy nghĩ, những nỗi nhớ mình vẫn dành cho nhau. Hai đứa vẫn có nhau trong tim và không có một bóng hình nào khác có thể xen vào. Anh còn nhớ cách đây mấy năm khi anh đi làm tận ngoài đảo xa. Em chờ anh về để cả nhà mình cùng tất niên vui vẻ cuối năm. Vậy mà không kịp. Vì anh về sát ngày quá, em còn phải lo công việc ở nhà má. Vậy là tất niên năm đó không có anh. Rồi anh giận, anh nói sao em không chờ anh về. Rồi năm tiếp theo cũng vậy nữa. Anh về tối 29 Tết, nên em quyết định năm đó nhà mình không tất niên. Những lúc như vậy mới nhận ra sự sum họp đầm ấm, sự có mặt đầy đủ của tất cả thành viên trong gia đình là quan trọng và cần thiết đến giường nào. Bây giờ cả anh và em đều đã lớn tuổi rồi, mà anh vẫn vậy. Công việc vẫn làm anh xa nhà, nhưng điều đó là niềm vui và hạnh phúc của anh và em nữa. Vì sau mấy năm dịch bệnh và vì anh cũng lớn tuổi nên công việc không còn nhiều thuận lợi như trước, có lúc anh bị chững lại đến mấy tháng. Ngày xưa lúc mình quen nhau, yêu nhau thì mình được gần bên nhau, có lúc là mỗi ngày. Mà sao lúc đó anh không phải đi xa, anh luôn gần bên em, nên hai đứa luôn được hạnh phúc. Rồi khi đã là vợ chồng thì mình lại xa nhau. Nhưng đã bao năm cách xa, đã 10 năm như vậy phải không anh? Mà tìm mỗi đứa chỉ có duy nhất một hình bóng. Em biết và em tin. Em cũng biết là anh biết và anh tin.
là cách xa chỉ làm mình sát bên nhau hơn mà thôi. Thời gian càng qua nhanh, em càng muốn, càng mong cả nhà mình khỏe mạnh. Vì em nhìn cuộc sống xung quanh mỗi ngày, ai cũng lao đi để lo mưu sinh, lo kiếm sống, lo sinh tồn. Rồi em cũng thấy, cũng nghe, cũng nhìn tận mắt, biết bao cảnh đời, biết bao con người phải vật lộn với đau đớn, với những căn bệnh từ đơn giản đến hiểm nghèo. Những lúc đó, em thấy sự quan trọng của tiền, nhưng em cũng thấy sự quan trọng khẩn cấp bậc nhất của sức khỏe. Mà em nói thật, đã vào bệnh viện mà không có tiền, không có bảo hiểm thì vô vàn khó khăn, bệnh hoạn khó mà chữa hết nhanh được. Em nói vậy đó, anh có hiểu không? Là em muốn anh ở nơi xa, phải biết tự chăm sóc, phải nhớ những gì em dặn. Vì anh rất hay thức khuya, mà thức khuya rất có hại cho sức khỏe. Chỉ lâu lâu thì được, chứ đừng thường xuyên. Cách xa là gì? Là những khi em ăn một miếng ngon, em cũng nghĩ đến anh. Là những khi trời mưa, em cứ lo anh có nhớ mang theo áo mưa, anh có nhớ mặc áo mưa cho khỏi ướt. Vì anh rất hay chạy ngoài mưa rồi về sụt xịt. Cách xa là mỗi sáng khi thức giấc, em đều thắp nhang trên bàn thờ ông bà và nguyện cầu những điều tốt đẹp cho anh. Còn con mình cũng đã lớn và đã hiểu nhiều sự việc của ba mẹ, của gia đình. Nên con hay nói với em là mẹ đừng buồn, khi nào ba về, ba chờ mẹ đi chơi. Còn mỗi lần gọi về cho em là anh hay hỏi ở nhà vẫn bình thường đúng không? Em đang làm gì? Sao em ăn trưa muộn như vậy? Ăn rồi thì nhớ nghỉ ngơi. Và anh rất hay nói câu này. Anh nói anh thương em, lúc nào cũng chỉ có một mình. Em còn có con nữa mà. Nhiều lúc nhớ anh là em lại hôn con, giống như da thịt và hơi ấm của anh còn vương mãi trên người con vậy. Người ta nói yêu xa rất dễ chia tay, rất dễ tan vỡ. Đó là với những người còn đang yêu nhau. Còn hai đứa mình đã là vợ chồng, nhưng rõ ràng mình vẫn yêu xa mà. Nhưng tình yêu của mình đã bền chặt hơn, đã có thêm chữ nghĩa gắn vào. Và ngày đêm em vẫn biết, vẫn tin ở nơi xa kia. Dù anh có bận trăm nghìn mối việc thì anh lúc nào cũng nghĩ đến em, đến con, đến gia đình mình. Có bao giờ anh cảm nhận được con hẻm nhỏ, con ngõ nhỏ của ngôi nhà nhỏ của mình sẽ reo vui, sẽ rộn lên một âm thanh nào đó khi anh quay về, khi anh xuất hiện trước ngõ? Còn em sẽ cười khi nhìn thấy dáng anh và chiếc ba lô quen thuộc anh vẫn mang trên người. Rồi em sẽ hỏi anh có đói không, anh đã ăn gì chưa. Rồi nhìn anh đặt ba lô xuống, không thay áo quần mà ôm em vào lòng, rồi hôn rất nhẹ lên tóc em. Lần nào cũng vậy mà. Cách xa của mình là những dặn dò khi anh xa em. Cách xa của mình là những tiếng cười, tiếng nói rộn lên khi anh về nhà. Và cách xa của mình là những bữa cơm được cùng ngồi bên nhau, được hỏi nhau, được chia sẻ những gì đơn giản nhất. Cách xa là yêu thương được nhân lên gấp nhiều lần khi gặp lại, đúng không anh? Cách xa chỉ là mình sát bên nhau. Em đang viết cho anh, một nửa của em, mãi mãi. Bạn vừa lắng nghe bài viết Cách xa chỉ là mình sát bên nhau của tác giả Hải Anh. Mời bạn lắng nghe tiếp truyện ngắn Em vẫn mãi đợi anh, cũng đến từ tác giả Hải Anh. Anh ngủ ngon nhé. Nếu mình còn gặp nhau, còn được ngồi chung cùng nhau như trước, thì em sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt anh, để nỗi nhớ trong em sẽ tràn qua anh nữa. Để anh biết, trong lòng em chỉ có mỗi điều duy nhất, đó là nỗi nhớ của những ngày mình xa cách nhau. Cô xuống sân bay lúc hơn 2 giờ sáng. Bây giờ đã khuya quá rồi. Nếu về nhà thì sẽ làm lỡ giấc ngủ của mẹ. Mà nếu chờ ở đây thì kỳ quá, vì người ta ai cũng vội vã về nơi chốn của họ. Cô đứng tần ngần giữa một biển người cười nói gọi nhau, xôn xao ý ới. Rồi cuối cùng cô quyết định chạy đến nhà anh. Giờ này chắc anh đang ngủ, mà chỉ có giờ này cô mới đủ can đảm để gặp anh. Gặp mà không gặp. Cô hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm, rồi gọi to một chiếc taxi, như thể cô sợ
Nếu cô chậm đi một tí thì niềm can đảm kia sẽ biến mất. Rồi cô lại một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, để nghe lòng nghẹn nghẹn một nỗi nhớ và một sự day dứt không nguôi. Cô vừa xong thủ tục chia tay với anh ấy, người chồng mà cô không yêu. Cô gật đầu theo anh và làm vợ anh là cô vâng lời mẹ. Anh ấy đã quá tốt với gia đình cô, với mẹ cô, còn hơn chính mẹ ruột của anh ấy. Khi mẹ cô đau ốm và vật vã lên xuống trong bệnh viện, anh ấy đã túc trực ngày đêm, đã lo lắng mọi điều. Rồi mẹ cô giục cô phải cưới. Cô gật đầu như một sự trả ơn. Hơn một năm sống cùng anh ở một tỉnh miền Bắc xa xôi, cô nhận ra lòng cô trống rỗng. Trái tim cô cứ thao thức và nhớ thương người cô yêu. Mà ngày cô đi lấy chồng, người ấy cũng đã đau khổ biết bao. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định ra đi. Cô nói với anh ấy, sống như vậy không thể gọi là sống được. Chính vì anh ấy quá yêu cô và quá tốt với cô, nên cô không thể tiếp tục sống giả vờ, giả dối mãi như vậy. Anh ấy xứng đáng có một người thật lòng yêu thương và bên cạnh anh ấy suốt đời. Còn cô phải rời đi. Dù không thể tiếp tục với người mình yêu thuở nào, thì cô cũng phải có cuộc sống đích thực của riêng cô, được làm công việc cô yêu thích, chứ không thể cứ sống vật vờ trong vô định mãi như vậy. Cô đã đứng trước khu phố nhà anh. Đêm khuya vắng lặng và tĩnh mịch, chỉ có những bóng đèn cao áp rất cao phía trên chiếu sáng cả một khu phố. Có lẽ vì đó là một khu chung cư loại 1 của thành phố này. Cô lặng lẽ ngồi xuống một bậc thềm sát bên một bồn hoa rất đẹp, đưa tay kéo chiếc vali vào sát bên mình. Chắc anh đang ngủ say ở phía trên. Làm sao cô quên được ngôi nhà đó, nơi cô đã cùng anh có những giờ phút thật hạnh phúc. Cùng đi chợ nấu ăn, cùng vui đùa bên nhau, rồi cùng chia sẻ những khó khăn, những thuận lợi trong công việc của mỗi đứa. Anh và cô đã luôn có rất nhiều lần được bên nhau say đắm, nhưng anh vẫn giữ cho cô vẹn nguyên. Anh nói anh muốn đêm đầu tiên của hai đứa sẽ thật đáng nhớ và lung linh hạnh phúc. Cô đang ở đây, ngay dưới nhà anh, chắc chỉ 5 phút chạy xuống. Cô quay về vì trái tim cô cứ thôi thúc điều đó, cứ réo gọi tên anh. Cô quay về vì người bạn cùng làm việc ngày trước cứ hồi thúc và động viên cô. Bạn nói công việc và mọi người vẫn chờ cô mãi. Ngày đó, chính cô đã rời xa anh, chính cô đã bỏ anh đi. Rồi giờ cô quay về sao? Cô còn mặt mũi nào để nhìn lại anh? Ngày đó, cô còn cuộc đời con gái, còn những ước mơ nồng nàn. Cô còn có tình yêu nồng say của anh. Còn giờ đây, sau hơn một năm xa cách, cô đang tự hỏi cô còn có gì để đứng trước anh. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ xách vali ra đi. Cho dù anh yêu người khác, cho dù cô không thể tiếp tục bên anh, thì cô vẫn phải quay về bên mẹ, bên thành phố mà cô đã sống, đã mến yêu một đời, bên công việc quen thuộc mà khi xa cô đã vô cùng nhớ. Người bảo vệ chung cư đến gần cô, anh ta ngạc nhiên sao giờ này lại có một phụ nữ đơn thân ngồi cô độc như vậy ở đây. Cô biết anh ta sẽ hỏi gì nên cô lên tiếng trước. Tôi đợi ông xã tôi, anh ấy đang ngủ trên nhà. Câu trả lời của cô làm anh ta càng ngạc nhiên hơn. Nhưng thấy hình như cô thích im lặng nên anh ta quay đi. Cô nhìn điện thoại, đã gần 4 giờ sáng, cũng sắp sáng rồi. Lúc này cô mới cảm được cái lạnh đang thấm dần vào người mà chiếc áo khoác mỏng manh không đủ làm cô ấm. Em đã quay về đây, em đã về với anh. Em không muốn nghe từ anh một câu tha thứ hay một cái nhìn thương hại. Em quay về vì em nhớ anh và còn yêu anh. Vậy thôi. Ngày mai anh có đi tiếp cùng em hay rẽ sang một lối khác, thì em vẫn mong anh luôn được hạnh phúc và bình yên. Những gì mình đã có cùng nhau rất xứng đáng để em gọi anh là ông xã, dù chỉ một lần thôi. Cô ngước lên, ngước nhìn về phía nhà anh một lần nữa. Anh ngủ ngon nhé. Nếu mình còn gặp nhau, còn được ngồi chung cùng nhau như trước, thì em sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt anh, để nỗi nhớ trong em sẽ tràn qua anh nữa.
để anh biết trong lòng em chỉ có mỗi điều duy nhất, đó là nỗi nhớ của những ngày mình xa cách nhau. Cô sắp xếp lại những giấy tờ hỗn độn trên bàn. Hôm nay đã xong những giai đoạn cơ bản nhất của công việc nên cô thấy nhẹ nhàng. Đến lúc phải dọn dẹp lại hết, những gì không cần thiết nữa thì phải vứt bớt đi. Các bạn cùng phòng cũng có suy nghĩ giống cô, nên ai cũng tập trung vào việc sắp xếp và ai cũng vui vẻ, phấn khởi vì công việc đã đi được hơn 80% đoạn đường. Cô sững người lại vì anh đang đứng chờ cô trước cổng. Họ giáp mặt nhau mà lòng cô quặn đau. Em quay về bao giờ, sao không báo anh biết? Dạ cũng được 2 tháng rồi. Em không biết anh có còn như xưa không, nên em không muốn làm phiền anh. Em thay đổi quá, em xa lạ và khách sáo với anh như vậy ư? Rồi chồng em cũng đồng ý để em quay về đây. Tụi em chia tay rồi, em không yêu nên không thể sống giả dối. Chẳng lẽ anh không biết lý do em quay về? Chẳng lẽ anh nghĩ em muốn xa lạ với anh? Anh cầm chặt tay cô. Mình quay lại với nhau được không em? Anh hỏi vậy chứ anh đã biết em đã chờ anh suốt đêm khuya dưới con đường. Anh đã biết đã đến lúc mình phải được bên nhau. Nước mắt tràn gương mặt cô. Em không biết nữa. Em hạnh phúc vì anh vẫn còn thương em. Nhưng đã 2 tháng mà em không liên lạc cùng anh thì anh hiểu rồi. Bà mẹ anh sẽ nói không chấp nhận một người con dâu như em. Bây giờ đến lượt anh sững lại. Đúng rồi, anh rất thương bà mẹ và từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ làm ba mẹ phật lòng hay lo lắng bất cứ điều gì. Anh là niềm tự hào và hạnh phúc của ba mẹ anh, cũng là niềm hy vọng và gửi gắm rất lớn của ba mẹ. Chắc chắn họ không đồng ý có một cô con dâu đã một đời chồng. Hôm đó anh bắt cô gửi xe lại công ty và chờ cô đi ăn. Đã lâu lắm họ mới được cùng bên nhau như ngày nào. Cô ngồi ăn lặng lẽ và thỉnh thoảng gắp cho anh. Không hiểu sao chỉ bên anh thì cô mới được trỗi dậy bản năng của một phụ nữ, của một người vợ. Thích chăm sóc và quan tâm người mình yêu thương đến từng chuyện nhỏ nhất. Anh sẽ thuyết phục được ba mẹ, em đừng lo. Anh dặn cô giữ gìn sức khỏe. Anh còn nói cứ cuối tuần anh sẽ đến đón cô như ngày xưa. Nếu thành phố này vẫn còn in dấu những ngày hai đứa bên nhau, thì cô hãy tin hạnh phúc đang rất gần cô mà thôi. Anh về rồi, cô còn đứng nhìn theo. Cô không biết anh có thuyết phục được ba mẹ anh không, vì cô biết bà mẹ anh rất nghiêm khắc và ra giáo một phép. Cô còn hay nghĩ xa xôi là một ngày nào đó anh cùng một người khác bước lên xe hoa. Chắc cô cũng sẽ đứng vậy nhìn theo. Lòng có đau đớn thì miệng cũng phải cố cười để nói cùng anh một lời chúc. Dù thế nào em vẫn mãi đợi anh, ngay cả khi anh không còn yêu em nữa. Cô rút chìa khóa khỏi chiếc xe và tay nắm chặt. Cái khóa được gắn cùng với hình một quả tim màu tím mà năm nào anh đã tặng cô. Hôm đó không là ngày kỷ niệm, ngày lễ hay sinh nhật gì hết, và cô đã ngập tràn hạnh phúc khi cầm trong tay món quà bé xíu mà anh tặng. Cô đã trao anh một cái hôn rất nhẹ lên trán. Giờ đây cô đang nhớ cái hôn ấy. Để tiếp nối chương trình radio tối nay, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Sẽ đến một ngày mình tròn ước nguyện của tác giả Hải Anh qua giọng đọc của Thắng Leo. Ước nguyện ngày nào của hai đứa, anh và cô vẫn thì thầm cùng nhau trên những con đường quen thuộc. Cô dắt xe ra khỏi cổng trường, cô bé còn lẽo đẽo theo sau, ngày nào cũng vậy. Cô vừa là cô giáo, vừa là xe thồ của cô bé. Nhiều người hay nói vui vậy, mà cô tự nguyện làm điều đó. Gia cảnh cô bé rất tội nghiệp, bà cô bé mất sớm, còn mẹ cô bé bị tật một bên chân nên không thể chở con đi học. Vậy nên sáng nào cô cũng ghé qua chờ giúp. Cô còn định ngày mai cô bé đủ lớn, đủ vững vàng sẽ mua tặng cô bé một chiếc xe đạp để cô bé tự đi. Cô nhìn thấy anh đang đứng đó và nhìn cô đăm đăm. Cứ hôm nào anh không lên ca chiều là y như rằng
anh lại chạy đến và đứng dưới gốc cây đó chờ cô. Còn cô chỉ cần nhìn thấy anh là cô nghe tim mình rộn rã hẳn lên. Họ yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi, và mọi người hay nói đùa là tình yêu giữa một chiếc xe máy là cô và một chiếc xe đạp là anh. Chiều này cũng vậy, cô chạy xe chậm chậm, còn anh đạp xe ngay sát bên cô. Sau khi nhìn tận mắt cô bé con đã vào nhà cùng mẹ thì cô yên tâm chạy xe tiếp. Mà cũng chỉ có 5 phút là đến nơi. Anh bảo cô cất xe rồi cứ để nguyên áo dài vậy để anh chở đi dạo. Không biết đây là lần thứ mấy cô đi chơi đi dạo cùng anh trong chiếc áo dài, mà chiếc xe đạp của anh cũng bền bỉ thật đó. Nó có thể chất lên đó hơn cả 100 kg, vẫn cứ bon bon trên những con đường. Mà thành phố này có bằng phẳng đâu, toàn là đồi núi và đi lên dốc. Có nhiều lần cô đã đề nghị anh chở cô bằng xe máy của cô cho đỡ cực, nhưng anh chỉ cười và nói anh thích như vậy. Cô cũng biết chắc chắn anh thích như vậy, vì thu nhập của anh dư sức để anh mua một chiếc xe máy. Nhưng không hiểu sao anh cứ thích đi xe đạp. Tôi quên điều này. Trước cổng trường nơi cô ấy dạy học, không chỉ có mình anh chở cô, mà có đến một hàng dài những chiếc ô tô chờ đợi cô, chứ không phải xe máy. Khỏi phải nói, thời đó nhà nào có ô tô là xem như rất giàu có. Rồi khi bóng cô dắt xe ra cánh cổng trường là các chàng lại không hẹn mà cùng nhau rảnh nhau tiến lại gần cô, cười nói và mời cô lên xe. Lần nào cô cũng lịch sự cảm ơn và ra dấu với họ rằng cô đã có người yêu rồi. Còn anh cứ đứng ở gốc cây đó rồi đạp xe theo sau cô. Cô có rất nhiều người theo đuổi như vậy vì cô rất xinh đẹp và nổi tiếng dịu dàng và dạy giỏi. Tôi nghe mấy chị tôi kể lại, cô đẹp nổi tiếng cả một thành phố. Mà sau khi anh đã cưới cô rồi thì họ vẫn còn theo đuổi dữ dội hơn. Thế mới lạ. Tôi nhớ lại những gì cô kể tôi nghe khi anh và cô đi tuần trăng mật ở thành phố tôi sống. Họ quá đẹp đôi và tôi cứ đứng ngẩn ra để ngắm cô. Tôi cứ tưởng có một hoa hậu đang đứng cười nói trước tôi vậy đó. Cô theo đạo. Tôi nhớ mãi lần đó khi cô rủ tôi vào một nhà thờ. Tôi thơ thẩn chơi ở ngoài sân chờ cô làm lễ xong. Rồi cô rủ tôi ngồi trên một ghế đá chờ anh đến đón hai chị em. Cô nói ngày nhận lời yêu anh là cô đã nghe tim mình yêu tha thiết lắm rồi. Cô không quan tâm đến vật chất đang vây quanh cô. Cô nói sau này nếu tôi yêu chắc cũng vậy. Khi mình đã yêu rồi thì chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu mà thôi. Mà người ta hay so sánh anh với những người đàn ông khác vì anh chỉ đi xe đạp, còn họ đi ô tô. Có một cái gì đó bị khập khiễng quá lớn. Nhưng cũng có một cái gì đó rất đẹp cho tình yêu của anh và cô. Và cô nói chỉ ở chung với ba mẹ anh vài tháng vì anh đã đủ tiền để mua một ngôi nhà cho tổ ấm riêng của họ. Thật sự lúc ấy tôi thấy ganh với cô. Một phụ nữ lớn hơn tôi chỉ có mấy tuổi mà sao những điều đẹp đẽ nhất cứ như được ông trời dành ban tặng hết cho cô vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt rất đẹp của cô thì tôi biết hạnh phúc mà cô có được là từ tình yêu rất chân thật của trái tim cô. Cô đã khước từ trước bao mời mọc hấp dẫn, giàu sang để chỉ yêu duy nhất mình anh, người đàn ông với chiếc xe đạp nổi tiếng cả thành phố thời đó. Người đàn ông đã chiếm được trọn trái tim cô, điều mà bao đàn ông khác khao khát. Cô kể tôi nghe tình yêu của họ rất đẹp, mà thành phố ngàn hoa nơi họ sống gần như đều biết và chúc mừng hạnh phúc cho họ. Nhưng cũng có một lần họ suýt phải chia tay. Không phải vì họ hết yêu nhau, mà là do cô bị một căn bệnh của phụ nữ. Bác sĩ nói căn bệnh không quá nghiêm trọng nhưng cần thời gian chữa trị khá dài. Cô nói lúc đó cô phải xin nghỉ dạy và rất lo lắng vì căn bệnh có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này. Lúc đầu cô giấu anh, nhưng rồi cô không giấu được vì anh thấy cô hết phép lại xin nghỉ tiếp một tháng. Cô khóc và nói với anh chắc cô không thể đến với anh được. Còn anh sau khi biết chuyện thì rất bình tĩnh. Anh nói chắc chắn mình sẽ là vợ chồng, cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ cưới em.
Em cứ yên tâm chữa trị, em sẽ khỏi bệnh. Anh tin sẽ đến một ngày mình tròn được ước nguyện. Ước nguyện ngày nào của hai đứa, anh và cô vẫn thì thầm cùng nhau trên những con đường quen thuộc. Mà anh và cô lại có những sở thích rất giống nhau, là thích cùng đi dạo bên nhau. Cô nói sau này có sắm được xe máy thì cô vẫn thích giữ lại chiếc xe đạp của anh. Cô vẫn thích được anh chở đi bằng chiếc xe đạp thân thương đó, vì tình yêu của hai người đã gắn chặt với chiếc xe một thời. Rồi chị có muốn anh đứng đợi chị mỗi chiều khi tan trường nữa không? Tôi hỏi và thấy thân hơn với cô. Có chứ em, chị muốn vậy hoài. Nhưng đã cưới nhau rồi, là vợ chồng rồi, không biết anh có còn thích vậy không? Rồi sau này có con nữa, chắc anh quên luôn quá. Vậy để lát nữa em sẽ nhắc anh. Em sẽ nói anh nhớ đứng dưới gốc cây đó để đợi chị mỗi chiều và đạp xe theo chị nữa. Tôi và cô cười giòn tan và thấy mến nhau hơn rồi. Họ đã tròn ước nguyện rồi đó. Cô nói cô sẽ nhớ ngày cưới suốt đời, vì đó là ngày anh và cô được tròn ước nguyện. Tôi muốn xen vào một chút những cảm xúc về những gì tôi xem trên TV những ngày qua. Tôi không nhớ rõ thời gian, chỉ cách đây mấy tối, tôi được xem truyền hình trực tiếp một chương trình ca nhạc ở ngay thành phố tôi. Tôi thấy ấn tượng với tiết mục hát đầu tiên. Đó là một tiết mục tổng hợp gồm 3 bài hát là Từ đó, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Cô gái đến từ hôm qua. Tôi không biết sự sắp xếp thứ tự của những bài hát đã gieo vào mọi người suy nghĩ gì. Còn riêng tôi, sao tôi cứ nhớ về một bài thơ tôi được học rất lâu rồi, một bài thơ nổi tiếng. Vì từ đó làm tôi nhớ từ ấy. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Còn bài hát thứ hai lại làm tôi nhớ về một vùng đất miền Trung giống thành phố tôi, nơi tôi đã đi qua và dừng lại bao ngày cho công việc, vì công việc. Bài hát cùng tên với một bộ phim nổi tiếng làm mọi người say mê dõi theo. Và bài hát cuối cùng lại làm tôi nhớ đến bài viết đầu tiên tôi gửi đi. Từ đó đến nay, tôi đã viết rất nhiều, viết với tất cả mạch cảm xúc của trái tim tôi. Rồi đã nhiều lần tôi tự hỏi, có phải tôi cố gắng chỉ để được sống lại với yêu thương, tôi đã trót quá yêu và dành hết cho người. Đó cũng xem như ước nguyện của tôi. Còn tối hôm qua, tôi đã ngồi lặng trước màn hình. Cũng là một chương trình ca hát được truyền hình trực tiếp. Nhưng lần này tôi lại không quá chú ý đến những bài hát, dù tôi rất thích những tên gọi của những ca khúc được vang lên. Tôi lại thấy xúc động với cô ấy, cô ca sĩ mà tôi vô cùng yêu mến, và đã rất lâu rồi mới được nhìn lại, nghe lại cô ấy hát. Cuộc thi Sao Mai năm đó là cuộc thi tôi đã dõi theo trọn vẹn từ đầu đến cuối. Bản giám khảo có cách nhìn, cách chấm riêng của họ. Còn tôi đã vô cùng yêu mến hai giọng hát tràn đầy cảm xúc, là cô ấy của tối hôm qua và một giọng ca nữa cũng giống tên với cô ấy, chỉ khác tên đẹp. Tôi đã nghe lòng thật sự tràn đầy niềm vui và xúc động. Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp rạng ngời, vẫn tràn căng cảm xúc cho từng câu hát. Tôi nhớ đến cô gái kia nữa. Hai người họ đã làm tan chảy trái tim tôi năm nào. Sau quá lâu rồi tôi không gặp họ nữa. Những giọng hát sâu đậm, niềm thiết tha, tự sự và đã cuốn theo trái tim tôi. Bây giờ tôi ngồi đây và mang theo hình bóng và giọng hát của hai ca sĩ tôi quá đỗi yêu mến ngày nào. Tôi rất thích và mong ước nguyện của cô ấy, nhưng những gì cô ấy nói là sẽ được hát dài lâu và sẽ được sống cùng nhau dài lâu với người chồng của cô. Tôi rất thích tiết mục cuối cùng. Tôi cũng mong và chúc cô ấy được tròn ước nguyện. Còn ước nguyện của tôi là mau mau gặp lại một giọng hát nữa. Giọng hát đã làm tôi say mê cùng với giọng hát của cô ấy. Ước nguyện mà, rồi một ngày sẽ có, rồi một ngày sẽ đến. Phải không mọi người? Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share
và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang và kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.